Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Coi 68 TV. Xin tự giới thiệu, mình là Linh. Mình là thành viên mới nhất của Coi 68 TV. Như các bạn đã biết, thì Coi 68 TV có rất nhiều video về blockchain game, cũng như là hướng dẫn cách kiếm tiền từ những blockchain game này. Tuy nhiên, với những bạn newbie mà mới bước chân vào thị trường, thì khái niệm blockchain game vẫn còn rất là mơ hồ, khiến nhiều bạn e ngại, tâm lý e ngại khi tham gia vào thị trường lĩnh vực đầy mới mẻ này. Với tư cách là một gamer cũng như là một người đã tham gia vào thị trường crypto cũng lâu năm, trong video này mình sẽ tóm tắt lại cách dễ hiểu nhất blockchain game là gì, blockchain game khác với những game online thông thường như thế nào, cũng như là tình hình blockchain game hiện nay và phân tích tương lai của blockchain game. Trong những video tới thì mình sẽ đi sâu hơn về cách tìm những thông tin và đánh giá những game tiềm năng hiện nay. Nếu các bạn có tựa game nào mà muốn mình đánh giá thì hãy comment tên game bên dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ thì không chờ đợi lâu nữa, mình bắt đầu chủ đề chính nhé. Trước tiên, hãy cùng định nghĩa blockchain game nhé. Nói một cách ngắn gọn, blockchain game là một game được xây dựng trên công nghệ nền tảng blockchain, hay nói dễ hiểu hơn là được xây dựng trên nền tảng tiền mã hóa. Nếu bạn là một game thủ, chắc các bạn cũng biết với những tựa game nổi tiếng như hiện nay, ví dụ như là Liên Minh Huyền Thoại, PUBG, hay những game quen thuộc với những game thủ 8X, 9X ngày xưa như Võ Lâm, Thiên Long Bát Bộ. Có rất nhiều vật phẩm trong game bị khóa cùng với tài khoản, khiến bạn chỉ có thể bán luôn tài khoản của mình nếu mà bạn muốn bán vật phẩm đó. Cũng có những game nghiêm cấm việc mua bán vật phẩm giao dịch trong game như vàng, tiền tệ của game, khiến việc kiếm tiền từ game gần như là bất khả thi. Thêm một vấn đề nhức nhối nữa trong các tựa game truyền thống, đó là nạn hack tu trà lan gây mất cân bằng trong game. Blockchain game xuất hiện để giải quyết cả hai vấn đề này. Có hai yếu tố chính tạo nên blockchain game mà các bạn newbie nên biết, đó là NFT, hay còn gọi là Non-Fungible Token, và Token Game. Về NFT, chắc những ai tham gia thị trường crypto một thời gian cũng đã biết khái niệm rồi. Tuy nhiên, video này chủ yếu dành cho những bạn mới nên mình sẽ nói sơ qua về NFT. NFT là một loại tài sản độc nhất, đại diện cho một vật phẩm nào đó không thể thay thế. NFT có thể dễ dàng mua bán và lưu trữ, và đặc biệt là không thể bị làm giả. Các nhà làm game ứng dụng công nghệ này vào các vật phẩm trong game, giúp bạn có thể dễ dàng mua bán và trao đổi những vật phẩm này với những người chơi khác. Trên thực tế thì tựa game blockchain game đầu tiên CryptoKitties cũng chỉ áp dụng duy nhất công nghệ này vào game mà không cần yếu tố thứ hai là yếu tố token. Yếu tố thứ hai mình đã nói là yếu tố token, cũng là yếu tố tạo ra định nghĩa chơi để kiếm tiền. Bạn có thể hiểu token trong các blockchain game như là Riot Point trong game Liên Minh, hay là vàng trong những tựa game kiếm hiệp ngày xưa vậy. Đó là một loại tiền tệ trong game và bạn có thể kiếm nó đều đặn bằng việc chơi game. Trong những tựa game blockchain đã và đang phát triển hiện nay, nhà phát hành game thường chia token của mình ra làm hai loại. Một là token quản trị, đóng vai trò như cổ phiếu trong thị trường chứng khoán. Loại thứ hai là token phần thưởng, dùng để làm phần thưởng cho những ai chơi game và có cơ chế giữ giá khá là ổn định. Có thể kể đến như là AIGET và SLP trong tựa game AC Infinity, tựa game kiếm tiền nổi tiếng nhất hiện nay, hay là Atlas và Polis trong tựa game Star Atlas, vân vân. Chỉ có một số rất ít những game gộp cả hai loại token này là một, vì rất khó để cân bằng phần thưởng cho người chơi bằng một loại token. Token cũng giải quyết được nạn cheat vàng, cheat tiền tệ trong game, vì nó được xây dựng bằng cơ chế đồng thuận phân tán. Nói một cách dễ hiểu thì cũng giống như bạn không thể bẻ khóa để chơi game Diablo 3, vì nó bắt bạn bật mạng lên để xác nhận được thì mới chơi game vậy. Phần tiếp theo mình muốn nói với các bạn đó là tình hình blockchain game hiện nay. Để nói về tình hình hiện nay thì chúng ta hãy nhìn sơ qua về lịch sử blockchain game. Kể từ sau game CryptoKitty xuất hiện, có một vài tựa game blockchain khác ra mắt, nhưng sự bùng nổ của game mới chỉ xuất hiện khoảng nửa năm trở lại đây. AC Infinity chính là người dẫn đầu của thị trường blockchain game này, cũng như là Bitcoin của thị trường crypto vậy. Cuối tháng 6, đầu tháng 7, token AIGET và token LP của AC Infinity đã chứng kiến một sự nhảy vọt về giá, khiến cho những tựa game blockchain khác được hưởng sái theo. Tuy nhiên, vì các tựa game blockchain khác lúc đó còn rất thô sơ và hầu hết là các web game, các tựa game được hưởng sái đó đều nhanh chóng, sớm nở, chóng tàn.
một phần cũng do là nạn nhà phát triển vẽ dự án ra để ăn tiền, sau đó ôm tiền chạy mất. Blockchain game chỉ thực sự nở rộ khoảng 3-4 tháng trở lại đây, khi mà hàng loạt các quỹ đầu tư nổi tiếng trong lẫn ngoài nước đầu tư hợp tác với những dự án game điển hình như là Cybo, D-Race, Titan Arena, Heroverse, Pegasi, v.v. Điển hình của những dự án này là có team phát triển có kinh nghiệm, đội ngũ marketing tốt và có lộ trình rõ ràng. Hầu hết các dự án game hiện nay đều đang có mức độ sinh lời tốt, nhất là những game được tổ chức mở bán token bởi những sàn phi tập trung nổi tiếng. Điển hình nhất vẫn là GameFi và RedKind. Tuy nhiên, trong bối cảnh cứ vài ngày lại có 1-2 game ra mắt mà lượng người chơi lại có hạn, việc lựa chọn cho mình một tựa game thực sự tiềm năng để tham gia vào thị trường này là khá khó khăn cho các newbie, thậm chí kể cả đối với những người tham gia lâu năm. Mình sẽ dành hẳn một video khác để hướng dẫn các bạn tìm một tựa game tiềm năng như thế nào sau nhé. Phần cuối cùng sẽ là nhận định của mình về tương lai của blockchain game. Theo ý kiến cá nhân của mình, hiện tại blockchain game vẫn đang chỉ bước vào giai đoạn đầu tiên của nền công nghiệp game này. Các tựa game blockchain hầu hết được xây dựng trong khoảng 2-3 tháng đổ lại. Thậm chí một vài game là bị nguyên từ ngành game truyền thống, gắn vào mạng blockchain và bắt đầu mở bán token kiếm tiền. Thế nhưng do dòng tiền đổ vào game quá lớn, chỉ cần có game là sẽ có người bỏ tiền đầu tư. Hiện tại mức độ cạnh tranh của blockchain game đang là khá thấp. Trong tương lai, để chúng ta có những lựa chọn game đồ họa cao, lối chơi hấp dẫn như các tựa game truyền thống online hiện nay, thị trường blockchain game sẽ cần một cuộc thanh lọc, chỉ để lại những dự án thật sự tốt, tâm huyết. Vì blockchain game cũng bị ảnh hưởng bởi thị trường crypto rất nhiều. Theo như suy đoán của mình, cuộc thanh lọc này rất có thể sẽ diễn ra ngay trong năm sau. Tuy nhiên về lâu dài, blockchain game sẽ dần dần thay thế cho ngành game truyền thống vì nó giải quyết được những vấn đề đã tồn tại hàng chục năm, đồng thời cũng mở ra một ngành công nghiệp mới, ngành công nghiệp chơi game để kiếm tiền, giúp các game thủ có thể chơi game như một nghề của họ. Mình có một lời khuyên cho những ai dự định đầu tư vào blockchain game, đó là nên bắt đầu tìm hiểu, tích lũy kiến thức từ bây giờ để có thể đón đầu xu thế blockchain game này trong tương lai. Video của mình đây là kết thúc. Hy vọng những thông tin mình vừa chia sẻ sẽ giúp ích được một phần nào đó cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Còn giờ thì xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.